Kẻ thù ác lên kế hoạch đòi món nợ 300 triệu. Bắt cóc, làm nhục, đoạt mạng nữ sinh giao gà. Chi tiết đắt giá, phá án. Người mẹ là nguồn cơn dẫn đến bi kịch cho con gái mình. Bản án cho những kẻ thù ác. Vào Tết âm lịch Kỷ Hợi năm 2019, trong cái rét mướt, sự nhộn nhịp của nhà nhà đang chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên, một cô nữ sinh vẫn phụ giúp gia đình đi giao 10 con gà theo lời đặt của khách hàng. Tranh thủ chuyến cuối để kịp về nhà, cô gái giao gà không thể biết rằng nguy hiểm đang trực chờ trước mắt. Vào đúng 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 dương lịch, tức 30 Tết, Cao Mỹ Duyên chở theo số gà khách đã đặt từ khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Tại đây, cô gái đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài màu đen, áo khoác màu be, đợi người đàn ông đặt gà tới nhận. Vậy nhưng Duyên đã bị đối tượng Lường Văn Hùng cùng đồng bọn tấn công và bắt giữ. Tới đây, vụ án man dợ này bắt đầu được những kẻ thủ ác lên kế hoạch thực hiện để đạt được mục đích của mình. Đau đớn thay, nguồn cơn Mỹ Duyên bị những kẻ này ám hại xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc nợ nần giữa mẹ nữ sinh và chủ mưu bắt cóc trong một vụ buôn bán ma túy trước đó. Một cô gái trẻ đối mặt với 9 kẻ thủ ác đã cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Các đối tượng trong vụ án này lần lượt là Bùi Văn Công, sinh năm 1975, Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, Lường Văn Hùng, sinh năm 1991, Lương Văn Lả, sinh năm 1993, Phạm Văn Dũng, sinh năm 1972, Cầm Văn Trương, sinh năm 1974, Vì Văn Toán, sinh năm 1982, Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, Bùi Thị Kim Thu cùng chú tại tỉnh Điện Biên. Lật lại vụ án dã man này, vào đầu năm 2019, Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh. Toán nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009, trước khi hắn bị công an huyện Điện Biên bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay vẫn chưa trả, nên có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này. Toán đợi bà Hiền ở ngoài chợ đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thì thấy bà Hiền đi xe máy ra khỏi chợ. Toán đuổi theo gặp bà Hiền nói chuyện và hỏi số tiền nợ mua ma túy. Tuy nhiên, bà Hiền nói không có tiền trả và đi về. Ngày 1 tháng 2 năm 2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi. Hùng và Toán quen biết nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ. Toán nói chuyện với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi tiền bà Hiền. Sau đó ít ngày, Bùi Văn Công đến nhà Toán, Hùng cũng đang ở đó, và được ông trùm nhờ đòi tiền giúp. Nghe Toán nói chuyện, Công tiết lộ còn bà Hiền cũng đang nợ anh ta tiền mua ma túy nhưng chưa trả. Hùng, Công sau đó thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng. Đến 15 giờ cùng ngày, Toán đi xe mô tô đón Hùng lên nhà Công gặp Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạ ở đó. 6 đối tượng bàn bạc bắt bà Hiền để đòi tiền nợ. Nhưng Công đưa ra ý kiến, bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền. Sáng 30 Tết âm lịch Kỷ Hợi năm 2019, tức ngày 4 tháng 2 năm 2019 dương lịch, Công đưa Vương Văn Hùng xuống chợ Mường Thanh, nơi bà Hiền bán gà, để nhận mặt. Tối cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997, con gái bà Hiền, đặt mua 10 con gà, hẹn giao tại khu vực khác. Nhận lời của khách, Duyên điều khiển xe máy chở gà tới một ngôi nhà hoang. Nhưng khi đang giao hàng cho Hùng, liền bị Công dùng côn nhị khúc tấn công cô gái. Cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công. Do không tìm được địa điểm giam giữ Duyên, Công quyết định đưa cô gái về nhà của mình ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, trong khi các đối tượng không để ý, Cao Mỹ Duyên đã vùng bỏ chạy thì bị cả nhóm bắt lại, đưa vào phòng ngủ của vợ chồng Công trói lại. Tối 30 Tết, lần lượt Công, Nhiệm, Lả, Lương Văn Hùng vào khống chế và thực hiện hành vi đổi bại với nạn nhân. Tại cơ quan công an, bị cáo Toán khai tối cùng ngày có dùng điện thoại của nữ sinh này nói chuyện với bà Hiền, thông báo đang giữ con gái và yêu cầu bà trả tiền. Nhưng người phụ nữ tiếp tục từ chối và dọa sẽ báo công an. Sau đó, nạn nhân bị làm nhục nhiều lần bởi các bị can Công, Nhiệm, Lả, Hùng. Tiếp đến,
bị can Phạm Văn Dũng, anh trai Nhiệm tới nhà công chơi, cũng giở trò với nạn nhân. Mùng 2 Tết âm lịch, tức ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019 dương lịch, khi thấy Duyên yếu dần, các bị can sát hại cô gái, sau đó đưa vào một ngôi nhà hoang. Trong vụ việc, bị can Bùi Thị Kim Thu chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng phạm tại nhà mình, nhưng không can ngăn hoặc tố giác. Người phụ nữ này cũng vờ là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân trong căn nhà hoang và hô hoán. Sau thời gian xác định được độ nghiêm trọng, những tình tiết man dợ bẻ lái đặc biệt chưa từng có, vụ án nhanh chóng được khởi tố để điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường, nạn nhân nằm ngửa trên một lớp chấu dày khoảng 7cm. Phần chấu phía dưới vai trái trượt ở phía trong 2cm. Ngoài ra, toàn bộ các phần chấu khác phía dưới tiếp xúc xung quanh xác nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không bị xê dịch. Nạn nhân đội mũ lưới chai màu đỏ bên trong và mũ bảo hiểm xanh bên ngoài, tình trạng xô lệch che một phần mặt. Trên cả hai mũ có dính đất và chất màu nâu đã khô, nghi là máu. Bên trong mặc áo xám cổ cao dài tay, bên dưới chỉ mặc quần lót. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây không phải là hiện trường chính mà chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân. Đối tượng gây án phải có từ 2 đối tượng trở lên, phải thông thuộc địa bàn, biết ngôi nhà trên không có người ở nên đã giấu xác nạn nhân. Quá trình khám nghiệm nạn nhân đã thu các mẫu gửi giám định để phục vụ điều tra Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên, sơ bộ kết luận nguyên nhân Cao Mỹ Duyên tử vong là ngạt do bị chèn ép. Kết quả khám nghiệm hiện trường giúp ban chuyên án xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị, tạo hiện trường giả, xóa dấu vết để che giấu hành vi tội phạm, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban chuyên án đã khoanh vùng, sàng lọc, dựng lên các đối tượng nghi vấn để tiến hành các hoạt động điều tra và hoạt động nghiệp vụ trinh sát phù hợp. Qua rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự nghiện ma túy trên địa bàn, nổi lên đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Công. Nhà công gần hiện trường phát hiện tử thi, người phát hiện nạn nhân đầu tiên là Bùi Thị Kim Thu, là vợ của Công. Căn nhà hoang phát hiện tử thi là của Bùi Thị Thơm, em gái ruột Công. Công có một xe ô tô tải loại trọng tải 750 kg, mang biển kiểm soát 27C03475. Kiểm tra trên thùng xe có nhiều dấu vết nghi là máu. Lập tức cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu các dấu vết nghi máu và đất có trên thùng xe ô tô của Công để gửi giám định. Ngày 16 tháng 2 năm 2019, ban chuyên án họp đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng. Xét thấy cần thiết phải khai quật mộ nạn nhân để làm rõ giám định thương tích. Ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên phối hợp Viện Khoa học Hình sự tiến hành khai quật Cao Mỹ Duyên. Do đối tượng trong vụ án đã có sự bàn bạc, không khai báo để che giấu hiện trường, xóa dấu vết liên quan như tắm rửa cho nạn nhân, giặt đồ, vứt bỏ các đồ vật có liên quan, nên cơ quan điều tra và các cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, thu thập dấu vết sinh học. 45 ngày sau khi phát hiện nạn nhân, các đối tượng mới khai báo hiện trường, chính nơi giam giữ, làm nhục và sát hại nạn nhân là nhà và khu vực sau nhà Bùi Văn Công. Bên cạnh đó, bà Hiền, mẹ nữ sinh giao gà, chỉ từ một câu nói đã gợi mở hướng điều tra mới cho vụ án. Đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm nạn nhân, bà Hiền có khóc và buột miệng nói rằng con đi trong vinh dự. Chính câu nói trên đã khiến cho Thiếu tướng Sùng A Hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân. Nói về hai lần khai quật mộ nạn nhân, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Trong quá trình khai quật, lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý, đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, tình cảm của gia đình nạn nhân. Dù trải qua 10 ngày chôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước, mưa lạnh liên miên như vậy, nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm đều diễn ra hết sức thuận lợi. Đây là những chứng cứ quan trọng để củng cố niềm tin Bùi Văn Công là đối tượng trực tiếp có liên quan đến vụ án, cùng với lời khai của đối tượng Vương Văn Hùng, được xác định là đối tượng gọi điện thoại đặt mua gà của Cao Mỹ Duyên. Mặc dù đối tượng Công ngoan cố, phủ nhận việc liên quan đến vụ án. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân quyết định truy tố 9 bị cáo liên quan trong vụ việc sát hại nữ sinh giao gà với 6 tội danh. Theo đó, bà Trần Thị Hiền sinh năm 1975 là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Tuy là người đầu tiên biết con mình bị nhóm của Toán bắt,
nhưng lại không khai báo với cơ quan công an. Bà này chỉ khai con gái đi ship gà và bị mất tích. Cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà Hiền, con lớn bà Hiền, chồng bà này. Nhưng khi được hỏi thì tất cả các thành viên trong gia đình đều nói không có thù hằn với ai. Những lời khai không trung thực này đã khiến cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, nếu như ngay từ đầu bà Hiền cung cấp thông tin trung thực cho cơ quan điều tra, thì việc cứu Duyên là hết sức đơn giản. Theo lời khai của một điều tra viên, sau khi phát hiện ra thi thể của Duyên, theo dõi thái độ của bà Hiền, cơ quan điều tra đã nghi ngờ bà này có vấn đề. Thứ nhất là khi đến nhận dạng con gái, bà Hiền đã khóc lóc rất thảm thiết. Nhưng ngay sau đó bà ta lại bình tĩnh livestream trên trang cá nhân quang cảnh hiện trường vụ án. Những ngày sau đó, những đối tượng đầu tiên gây ra vụ việc bị bắt thì bà Hiền vẫn lên Facebook khẳng định chắc nịch. Kẻ ác vẫn nhơn nhơn, còn mẹ thì sống trong nước mắt. Điều này chứng tỏ bà ta biết rất rõ ai là kẻ chủ mưu. Ngoài ra, theo lời khai của đối tượng Vì Văn Toán, thì đúng vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi, bà Hiền đã đi xe máy đến nhà Toán và chửi đối tượng này rằng: "Mày đoạt mạng con tao, rồi tao cũng không có tiền mà trả cho mày đâu." Việc này càng khẳng định, bà ta không chỉ biết rõ Toán là kẻ đã bắt cóc con mình. Thậm chí, bà ta đã có dự cảm, rất có thể Toán đã làm hại đến tính mạng của con gái, nhưng vẫn nhất định không chịu đến cơ quan công an để khai báo sự thật. Tại phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên vào chiều ngày 16 tháng 6, cha của nạn nhân Cao Mỹ Duyên cho rằng còn kẻ chủ mưu khác trong vụ án chưa bị bắt, đồng thời đề nghị làm rõ cái thai trong bụng con gái ông ta là của ai. Đứng trước buộc khai báo, bị cáo Bùi Văn Công không đồng ý với bản cáo trạng truy tố và cho rằng bị oan sai. Trong 4 tội danh bị truy tố, Công chỉ thừa nhận tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Công khẳng định bị cáo oan hoàn toàn, bị cáo không có hành vi gì hết, trừ việc trong nhà có ma túy. Chủ mưu thực sự của vụ án chưa bị bắt. Khi hội đồng xét xử hỏi vết máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên trên thùng xe, Công cho rằng có người muốn hãm hại mình nên bôi máu vào xe. Công cho rằng có kẻ xấu đã hãm hại để đẩy bị cáo vào tù. Hội đồng xét xử truy vấn người này là ai? Công trả lời không thể biết, vì nếu biết thì bị cáo đã nói. Tiếp đó, Công phủ nhận việc quen biết Vương Văn Hùng, chỉ biết Hùng khi công an cho xem ảnh. Công cũng phủ nhận việc cùng Hùng và những bị cáo khác thực hiện hành vi bắt cóc, làm nhục, sát hại thiếu nữ giao gà. Cả dịp Tết Nguyên đán, Công cùng vợ đi chùa, sau đó toàn ở nhà. Công cũng nói không quen biết bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà, nên không có chuyện bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên để gây sức ép buộc bà Hiền trả nợ cho mình 30 triệu đồng như lời khai của Toán. Sau lời khai của Công, hội đồng xét xử cho biết có rất nhiều bút lục cho thấy Công từng thừa nhận hành vi phạm tội, sau đó thay đổi theo hướng không nhận tội. Giải thích về điều này, Công nói do mình bị ép cung. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc tại sao không nói với luật sư bào chữa cho mình về việc bị ép cung, Công khai không chia sẻ về điều này, một phần vì lo sợ nên không dám mở miệng, một phần vì không tin và không cần luật sư chỉ định. Bị cáo chỉ thấy yên tâm khi trình bày với luật sư bào chữa cho gia đình bị hại. Hôm nay tại tòa có hội đồng xét xử, có nhân dân nên bị cáo khai ra sự thật. Tiếp đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đặt câu hỏi và cho hay, ông Cao Văn Hường, cha của nạn nhân, đã rất nhân văn khi làm đơn kháng cáo, xin không tử hình các bị cáo. Vậy bị cáo Công hãy khai báo như thế nào cho đúng với lương tâm và sự thật khách quan? Tuy nhiên, Công chỉ nói, bị cáo yêu cầu ai làm sai cứ tử hình luôn, không tha, không cần phải kháng cáo hay giảm nhẹ gì hết. Không đồng nhất với lời khai của chồng, Bùi Thị Kim Thu, 45 tuổi, vợ Công, khẳng định các bị cáo khác khai sai hết. Thu khai thời gian xảy ra vụ án không có ở nhà, đang ở cùng mẹ vì hai vợ chồng đang mâu thuẫn. Hội đồng xét xử cho biết nhiều bị cáo có lời khai cho thấy Thu chứng kiến khi nạn nhân bị sát hại, trực tiếp lau rửa cho nạn nhân ăn, giả vờ trình báo phát hiện nạn nhân. Tuy nhiên, Thu phủ nhận và cho hay, tôi cũng là phụ nữ, cũng là con người, chứ không phải súc vật nên không thể làm như vậy. Mặc dù chỉ bị khởi tố điều tra về tội không tố giác tội phạm, nhưng trong vụ án này, Bùi Thị Kim Thu là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng sau đó chính đối tượng này lại giả làm người hùng khi là người đầu tiên phát hiện thi thể của Duyên. Thu giáo hoảnh kể lại giây phút nhìn thấy Duyên như thế nào, như thể mình không hề liên quan đến vụ án này. Rồi Thu tự lý giải rằng chắc do nạn nhân thần giao cách cảm dẫn đường. Vậy mà không ngờ, vài tháng sau đó, công an xác định đối tượng này chính là người đã biết toàn bộ sự việc, nhưng cố tình không tố giác tội phạm. Căn cứ kết quả điều tra,
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên có căn cứ xác định Thu là người biết toàn bộ sự việc nhưng không tố giác cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, phản bác lại lời khai của Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đều khai không có mâu thuẫn với Công. Cả hai thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình cùng với Công và các đồng phạm khác như bản án sơ thẩm quy kết. Xét theo các chứng cứ thu thập được và lời khai của các hung thủ trong vụ án, tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ diễn ra khi trời đổ cơn mưa rất lớn, nhưng rất đông người dân vẫn đội mưa đến theo dõi phiên tòa kết án. Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện bản chất thú tính, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, nên tuyên phạt 6 bị cáo mức án tử hình, 3 bị cáo còn lại từ 3 đến 10 năm tù. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả mức án tử hình, Phạm Văn Dũng 10 năm tù, Cầm Văn Trương 9 năm tù, Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Cận Tết Nguyên đán là thời gian mà người người nhà nhà cùng tất bật chuẩn bị đón giao thừa. Vậy nhưng mỗi khi nhớ lại vụ án mạng nữ sinh sau cả năm xưa, ai nấy không khỏi rùng mình bởi những tình tiết quá man dợ. Tết Kỷ Hợi năm ấy, Điện Biên sục sôi tìm kiếm người con gái xấu số ra đi bởi bàn tay của những kẻ vô nhân tính. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.